chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Triển khai chương trình hành động về công tác an sinh xã hội năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm rất dồi dào. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, thành phố Bảo Lộc hiện chưa ghi nhận ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Hiện tổng số người thực hiện cách ly y tế tại nhà là 11 người, trong đó 7 người kết thúc theo dõi và 4 người còn đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà và đang thực hiện theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với các trường hợp trên và chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Về công tác tiếp nhận thông tin, thành phố cũng đã tiến hành điều tra, giám sát 10 trường hợp đi từ nước ngoài về Bảo Lộc, trong đó có 2 người nước ngoài gồm 1 người Đức và 1 người Ý, 8 trường hợp người Việt Nam đi từ các nước về địa phương gồm 2 trường hợp đi từ Úc, 2 trường hợp từ Mỹ, 1 trường hợp đi từ Nhật Bản, 1 trường hợp đi từ Đức và 2 trường hợp đi từ Hàn Quốc. Cũng theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố, đến nay thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19, tuy nhiên công tác phòng dịch vẫn đang tiếp tục được triển khai. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Trung tâm Y tế cùng các đơn vị liên quan đảm bảo công tác trực 24/24. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành phố cũng tăng cường triển khai các biện pháp điều tra, giám sát người đi từ vùng dịch đến hoặc về địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa thông qua công văn số 32/CTR-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 triển khai chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Theo đó, để đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2015-2020, theo tinh thần Nghị quyết 04 ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội thành phố Bảo Lộc lần thứ 5, Nghị quyết số 12 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Về an sinh xã hội, tập trung triển khai chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020, duy trì các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, khuyến khích người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện, phấn đấu hàng năm giảm khoảng 40-50 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 0,75%. Khảo sát thực trạng lao động và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, khảo sát, lựa chọn và chuyển giao công nghệ các mô hình sản xuất tiên tiến, có hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Phấn đấu hàng năm giải quyết việc làm mới cho 5.200 lao động, trong đó 1.200 đến 1.500 lao động nông thôn, đào tạo nghề cho 1.800 đến 2.000 lao động. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách với người có công và các đối tượng chính sách. Đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95%, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 98%, phường phát triển đô thị đạt 100%, ít nhất 80% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nhằm góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước và địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn. Với chủ đề Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức thực hiện trong suốt cả năm. Trong đó tập trung trong tháng 3 năm 2020 với các hoạt động gồm tổ chức treo băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, phối hợp tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hỗ trợ, tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, tổ chức tuyên truyền Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 qua Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao đến mọi đối tượng tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố. Riêng đối với siêu thị Co-op Max, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, Công ty trách nhiệm hữu hạn VAT và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức băng rôn hưởng ứng và tham gia chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng hóa cho người tiêu dùng, để người tiêu dùng biết và hưởng ứng chương trình Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm, đồng thời kết hợp với chính quyền địa phương đã giúp cho phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020 đã đạt được kết quả đáng kể.
Cụ thể, toàn hội đã phối hợp vận động được hơn 2,7 tỷ đồng với tổng số xuất quà là 8.229 xuất, vượt 44% chỉ tiêu của tỉnh đề ra, giúp cho 2.267 xuất quà cho hộ nghèo và cận nghèo, 520 xuất quà cho hộ nạn nhân chất độc da cam và 5.442 xuất quà cho các đối tượng khác vui xuân đón Tết với sự giúp đỡ của 30 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức như Trung tâm Thương mại Vincom, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Vietinbank, Gara Sơn Tuyền, Quỹ tín dụng Bà Lao, Quỹ tín dụng Phường 2, Quỹ tín dụng Lộc Châu, các doanh nghiệp trà, Công ty Anh Khoa, Phòng khám Đa khoa Bảo Lộc, Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng, Công ty Minh Tuấn, Công ty An Ninh, Công ty Hoa hậu Hoàng Vũ, Đoàn từ thiện Lam Sơn thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức tôn giáo như chùa Lam Sơn, chùa Phước Huệ, chùa An Lạc, hội Caritas, các giáo xứ trên địa bàn Bảo Lộc, họ đạo Cao Đài, chùa Từ Lâm, tịnh xá Ngọc Lâm, vân vân. Ngoài ra bên cạnh đó còn có sự đóng góp của các nhóm từ thiện, doanh nghiệp và cá nhân khác trong và ngoài thành phố, trong đó có các chi hội từ thiện. Bên cạnh đó, hội còn tiếp nhận đoàn y bác sĩ của Hội Thầy Thuốc Trẻ thành phố Bảo Lộc đến khám bệnh và tặng quà cho 150 đối tượng khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố trị giá 25 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, bất cứ ai có dịp đi tour du lịch Đà Lạt theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên đều ít nhiều bị cuốn hút bởi các đồi chè xanh mướt nằm bên đường. Chỉ là một màu xanh non mộc mạc nằm lặng lẽ trong gió núi khi mát lành, khi se lạnh. Nhưng đồi chè Bảo Lộc bao giờ cũng khắc ghi nơi tâm trí du khách bằng một màu xanh ấn tượng khó quên. Thành phố Bảo Lộc được thiên nhiên ưu đãi, đất đai thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho việc trồng trà với diện tích trà 2.894 hectare. Trong đó trà ô long chất lượng cao 116 hectare, trà cành 1.700 hectare, chè hạt 1.078 hectare. Tổng sản lượng chung 32.291 tấn trên năm. Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 15 triệu USD. Hiện nay, thành phố Bảo Lộc có 195 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh trà. Ngày 9 tháng 1 năm 2009, nhãn hiệu sản phẩm trà Bà Lao đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu số 136-763 cho các sản phẩm chè xanh ướp hương, trà xanh, trà đen, trà ô long. Đến nay, thành phố Bảo Lộc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trà Bà Lao cho 27 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến trà trên địa bàn. Là xứ sở của những cây công nghiệp lâu năm như chè, cà phê và dâu tằm, từ lâu Bảo Lộc đã nổi tiếng với những đồi chè xanh ngút tầm mắt. Ngày xưa, đồi chè Bảo Lộc chỉ là chốn đi về của nhà nông, nay lại trở thành điểm đến được du khách ưu ái rất nhiều trong danh sách các điểm du lịch tỉnh Lâm Đồng. Đôi khi du khách lưu lại ở Bảo Lộc chỉ để được một lần lội trong đồi chè tươi tốt, chỉ để cảm nhận thực thụ hương trà từ lúc còn xanh đọt trên cây, như người yêu đồng ruộng thích đắm mình trong hương mạ non hay lúa mới. Cái thú của việc tham quan đồi chè Bảo Lộc là cảm giác mênh mang giữa núi đồi đất trời. Bởi thực sự, đồi chè ngó trước nhìn sau gần nhất trong tầm tay, lẫn xa nhất ở cuối tầm nhìn, cũng chỉ có một màu xanh đặc trưng, lẫn trong cỏ cây, không thì lặng lẽ nhìn theo từng áng mây chiều trôi. Ấy vậy mà, rất nhiều du khách lại yêu thích cái cảm giác ấy, cảm giác lạ thường mới mẻ từ bước chân len lỏi trong hàng chè, đến từng ngón tay chạm những búp nhẹ nhẹ. Ấy vậy mà, rất nhiều du khách lại yêu thích cái cảm giác ấy, cảm giác lạ thường mới mẻ từ bước chân len lỏi trong hàng chè, đến từng ngón tay chạm những búp chè nhẹ nhàng lạnh mát, như chạm vào dải lụa mềm đang tung bay giữa trời. Cũng nhờ tình yêu của du khách xa gần đến nét đặc trưng của Bảo Lộc, những nơi gọi là vườn chè Bảo Lộc mà dân địa phương quen gọi là những nông trường trà Bảo Lộc chỉ gắn với nhà nông, như nông trường trà Tâm Châu, nông trường trà Phú Sơn, nông trường trà Cầu Tre, nông trường trà Phương Nam, nay lại trở thành những cái tên được nhắc đến nhiều với tâm tình thật trìu mến trong các tour du lịch khám phá vùng đất cao nguyên lộng gió. Nếu như xưa, du khách chỉ nghe đến tên các thương hiệu trà Bảo Lộc nổi tiếng khi có dịp đi qua thành phố nhỏ Bình Yên, Khiêm Tốn, cách Đà Lạt hàng trăm cây số.
thì nay, ngoài hương vị trà ngọt, việc thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của các đồi trà xanh tươi đã trở thành một trào lưu rất đáng để du khách trải nghiệm. Trong tiết trời mát lành, trong không gian thoáng đạt nhẹ nhàng, đồi chè Bảo Lộc thật giản dị nhưng đầy sức hút, như một cô gái xuân thì xinh đẹp nhu mì mang nét duyên ngầm của phố núi. Càng ngắm, du khách sẽ càng thêm say bởi vẻ đẹp dịu ngọt mặn mà chỉ có riêng ở vùng đất này. Công ty Yoshimoto Mushroom Việt Nam được công ty Yoshimoto Mushroom Nhật Bản, một trong những công ty chuyên về trồng nấm mỡ số 1 tại Nhật Bản, đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc vào tháng 9 năm 2016, với quy trình sản xuất hiện đại trên nền công nghệ, máy móc, thiết bị kỹ thuật nhập khẩu 100% từ Nhật Bản. Toàn bộ nguồn giống, nguyên liệu sản xuất được nhập khẩu từ Hà Lan đã qua kiểm định, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và đang trong quá trình áp dụng theo tiêu chuẩn Global Gap. Định hướng lâu dài là tiêu chuẩn organic. Sau hơn 3 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Yoshimoto Mushroom Việt Nam đã dần khẳng định thương hiệu. Với năng lực sản xuất hiện đạt 15.000 tấn trên tháng, tăng gấp 3 lần so với lúc ban đầu. Nấm mỡ Yoshi đang là sự lựa chọn và có mặt tại các siêu thị lớn như Aeon, Big C, Metro, Vinmart, Co-opmart, An Nam cùng các nhà hàng, cửa hàng thực phẩm chất lượng cao tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận. Chiều ngày 8 tháng 3 năm 2020, tại hội trường tổ dân phố 1 và 2 thuộc địa bàn phường 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình năm 2020. Đây là mô hình được thực hiện theo quy trình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình hội viên phụ nữ, với hình thức mỗi hộ gia đình hội viên có 3 cái thùng hoặc vật dụng thích hợp để đựng rác thải sinh hoạt tại nhà. Thùng thứ nhất là để đựng rác hữu cơ như thức ăn thừa, hoa quả, rau củ, lá cây, bã trà, bã cà phê. Mỗi hộ gia đình hội viên thu gom ủ với men vi sinh tại nhà, ủ ở thùng hoặc đào hố ở vườn để làm phân bón cho cây trồng. Thùng thứ hai, thùng để đựng rác tái chế như vỏ hộp, chai thủy tinh, chai nhựa, giấy báo, bao bì, vải sợi, túi nhựa ni lông kim loại. Loại rác này sau khi thu gom tại hộ gia đình bán cho cơ sở phế liệu để tái chế. Thùng thứ ba, dùng để đựng rác vô cơ là rác không thể sử dụng được cũng như không thể tái chế. Loại rác này cho vào một túi giao cho công ty công trình đô thị thu gom xử lý. Đây là một trong những hoạt động Hội Liên Phụ Nữ Phường 2 triển khai trong công tác bảo vệ môi trường và phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa, tăng cường các hình thức truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông sử dụng một lần nhằm nâng cao ý thức và nhận thức thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa, ni lông không thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, một số người dân lo lắng đổ xô đến các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, tích trữ hàng hóa trong những ngày qua. Tuy nhiên, hiện tượng thiếu hàng hóa chỉ là cục bộ. Các ngành chức năng cũng như những nhà cung cấp thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố cam kết bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng hóa, phục vụ cho nhu cầu thị trường. Nhiều đơn vị cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm lớn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc như Co-opmart, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, chợ trung tâm thành phố cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng hóa rất dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của thị trường trong thời gian tới. Theo ghi nhận, trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, một số người dân đã đổ xô đến chợ trung tâm, siêu thị và trung tâm thương mại mua sắm, tích trữ hàng hóa với số lượng lớn, tăng gấp 3-4 lần so với nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Tại các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, sức mua đã tăng 30-40%. Những mặt hàng được tiêu thụ mạnh gồm mì tôm, gạo, nước mắm, gia vị các loại, đồ đóng hộp, củ quả, trái cây. Tại siêu thị Co-opmart và Vinmart, sức mua trong 2 ngày qua tăng gấp 3 lần so với thời điểm sau Tết Nguyên Đán với hàng ngàn thùng mì tôm đã được bán ra. Theo ghi nhận, do tâm lý lo sợ trước dịch bệnh nên sức mua các ngày qua tăng đột biến. Một số người dân lo lắng đã tích trữ quá nhiều các loại nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo. Chia sẻ vấn đề này, Ban quản lý các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn đã phải thông báo giới hạn mỗi người chỉ được mua 2 thùng mì tôm cho một khách hàng, để đảm bảo lượng hàng hóa đến với đông đảo người tiêu dùng. Theo một số nhãn hàng, đặc biệt là các nhãn hàng mì tôm, nguồn cung thực phẩm hiện nay rất dồi dào, không bao giờ lo chuyện hết hàng được. Đơn cử như trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 3, lượng mì tôm tiêu thụ đột biến khiến một số nhãn hiệu tạm hết hàng, thì ngay hôm sau, siêu thị đã điều hàng chục xe tải nhập rất nhiều loại mì tôm, với số lượng ước tính lên đến cả chục tấn nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh.
Trước sức tiêu thụ tăng mạnh đột biến như vậy, các đơn vị nhà cung cấp hàng hóa lớn như siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đã nhanh chóng vào cuộc triển khai kế hoạch dự trữ nguồn hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vài ngày tới. Được biết, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam trong thời gian qua đã gây ra nhiều xáo trộn trong đời sống của người tiêu dùng. Qua theo dõi, lượng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như mì gói, gạo, dầu ăn, nước mắm, đồ hộp khoảng 2 tháng qua tăng khá mạnh. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của khách hàng, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã đặt hàng tối đa với tất cả các nhà cung cấp để có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm. Cụ thể, mặt hàng rau, củ quả tươi sống dự phòng gấp 5 lần ngày thường, thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, đồ hộp, lượng hàng dự phòng đủ trong 1,5 tháng để cung cấp cho khách hàng. Bên cạnh đó, các đơn vị đã làm việc với các nhà cung cấp, tăng cường tần suất giao hàng, huy động và tăng cường nhân viên làm việc tối đa, đồng thời cam kết tiếp tục bình ổn giá, không tăng giá bán hàng hóa. Tại siêu thị Co.op Mart Bảo Lộc thì người dân do tâm lý hôm tuần rồi, hồi cuối tuần cũng có bị sao động, cho nên là cũng đến siêu thị có mua hàng với cái số lượng là tương đối là nó nhiều. Nhưng mà đến thời điểm ngày hôm nay thì phải nói là sau khi được là các ban ngành địa phương, chính quyền người ta là giải thích thì người dân đã ổn định trở lại. Và theo như thấy thì cái mức độ mà khách hàng đến siêu thị cũng đã trở lại bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Đến thời điểm hiện nay thì là siêu thị Co.op Mart Bảo Lộc là cam kết 100% là đảm bảo những cái hàng hóa đầy đủ cho người tiêu dùng, cho khách hàng. Đến với Co.op Mart Bảo Lộc thì sẽ được cung cấp đầy đủ hết những cái sản phẩm của mình. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì đối với trong cái mùa dịch này thì đơn vị cũng nâng cao cái việc mà tuyên truyền về phòng chống dịch cho cán bộ nhân viên và khách hàng. Có thể khẳng định, hiện tượng thiếu hàng chỉ là cục bộ. Các mặt hàng thiết yếu sẽ được cung cấp đầy đủ. Người dân bình tĩnh không nên mua sắm quá nhiều, đồng thời đề nghị các siêu thị thông tin cho người dân biết việc có đủ hàng hóa cung cấp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.